Ngày 3 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Duy Tiến, cán bộ phụ trách chống buôn lậu thuộc phòng cảnh sát kinh tế BC03, công an thành phố Hồ Chí Minh về việc buôn lậu. Lệnh bắt bị can Tiến của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện vào tối ngày 2 tháng 6. Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Tiến và tại những điểm tàng trữ hàng lậu. Cùng bị bắt với Tiến còn có 4 đồng phạm. 4 người này không công tác trong ngành công an. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.